Xin kính chào ông bà, cô chú bác, anh chị và các bạn nha. Hôm nay em cùng thím Nhí nhà em đi ra hái trái cây mọc bên đường. Thì trái cây mọc bên đường này thì nó sẽ không thuộc hồi quyền sở hữu của những cái căn nhà mà nó mà của chính phủ đó, thì họ trồng ở ngoài để cho nó mát đó. Thì mình có quyền mình đến mình hái nhá. À, tại vì mình không hái á, thì mấy con chim nó cũng ăn hết, nó rụng xuống hoặc là mấy con chim ăn hết à. Bự không à, mà cao quá sao hái cái này đó hả, quá to luôn nè. Oh sorry, đi đi xích qua, xích qua cho bà đi đây xin. Sorry. Yeah, thank you. Thấy không, cái này nhìn, đứng nhìn em bé đi, đứng nhìn em bé đi. Abby, Abby cầm được rồi, mẹ để đây rồi, con hai đứa dình em bé cho mẹ đi. Thank you.
Con chim hả? Con chim ở đâu quá à? Quê chỉ không mà coi. Kiếm đi, để chị kiếm thôi, để chị kiếm con chim nằm đâu. Ở đó con kiến làm gì có con chim kia đó. Ồ, nó đi nó hả? Ok, bây giờ mình đi kiếm con chim nha. Ồ, chim. Đó, nó bay kìa, nó bay kìa. Chim. Ok, ok, let's go, okay, go home đi. Go home đi, see. Okay, go home, go. Ok, đi ha. Đi đâu á chị? Chị đâu á chị? Chị. Chị ơi. Lucy. Lucy làm gì ạ? Lucy làm gì ạ? Lucy kiếm con kiến hả? Kiếm kiến làm gì? Kiếm kiến làm gì? Kiến làm gì ở đây xì? Thương chị bị ở đây xì? Cẩn thận con. Cẩn thận. Sợ kiến ở đây xì? Con bị gì? Con bị gì dưới chân con? Ô, ruột dài này hả? Thôi mama sửa dài lại nha. Ô, rồi, không rồi. Rồi, ôi ẩm hả? Ok, mama dắt con về nha. Chịu không? Mama ẩm con về nha. Đi mở chân rồi cái gì? Hello đi, đi xin hello đi. Bye bye. Đi xin bye bye. Ôi chim chim. Ôi, nó bay đi rồi. Nó bay đi rồi. Xinh quá à? Té nè. Ra đi. Nắm tay đi. Ok đi. Nhà ma, mình muốn đem gì đi không? Popcorn. Popcorn hả? Bữa nay mẹ đem đi popcorn đi học có ăn không? Dạ. Đây 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 xì. Yêu thôi, yêu mưu sui. Đây à, chút nữa đem. To bring sushi. That's how Brahm did it. Đây, sushi hả? Đây xì đi qua đường. Qua nè. Kiến. Ôi chạy. Đi 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 về.